Mến chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại trục đường chính Hà Quy Giáp để giới thiệu tới quý anh chị 8 lô đất nền mặt tiền Hà Quy Giáp. Lô đất của chúng ta có diện tích là chiều ngang là 4m và chiều dài là 30m. Pháp lý là sổ hồng riêng từng lô. Lô đất của chúng ta thì có hướng Tây Bắc phù hợp với những người mệnh phong thủy Tây Tứ Rạch và được chào bán với giá là 79 triệu một mét vuông tổng giá trị lô đất chúng ta là khoảng hơn 10 tỷ tới 11 tỷ. Trục đường chính Hà Quy Giáp là trục đường nối liền giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Hồ Chí Minh. Đường trục đường chính Hà Quy Giáp có chiều dài khoảng hơn 4 km và vị trí lô đất của chúng ta là nằm khúc giữa trục đường chính Hà Quy Giáp. 8 lô đất nằm ở mặt tiền Hà Quy Giáp, thuận tiện để quý anh chị mở văn phòng, spa, mở khách sạn, karaoke, quán ăn thì rất là tuyệt vời từ góc nhìn trên cao chúng ta có thể nhìn thấy dân cư ở rất là kín và các đầy đủ các tiện ích như chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học rất là đầy đủ. Từ vị trí đâu đất chúng ta đi thẳng trục đường chính Hà Quy Giáp, khoảng 3 km là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp và thêm khoảng 3 km nữa là chúng ta sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và cũng trên con đường này chúng ta đi thêm khoảng 4 km nữa là về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, một vị trí rất là đẹp Hiện tại thì những lô đất mặt tiền Hà Quy Giáp bây giờ rất là hiếm. Đa số là người dân để lại cho thuê mặt bằng hoặc là mở ra kinh doanh buôn bán, mở nhà hàng, khách sạn. Quý anh chị muốn sở hữu cho mình một lô đất để kinh doanh lâu dài hoặc là mua đầu tư hoặc là mua để cho thuê thì đây có lẽ là những lô đất tuyệt vời nhất nằm ở trục đường chính Hà Quy Giáp. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để Phúc sẽ tư vấn trực tiếp cho quý anh chị hoặc quý anh chị muốn thương lượng về giá Phúc cũng sẽ sắp xếp cho quý anh chị gặp trực tiếp với chủ để làm việc trực tiếp hiện tại thì 8 lô đất này đã có sổ hồng riêng có thể công chứng sang tên ngay trong ngày hiện tại theo Phúc thấy thì những con đường như đường vườn lài nó dài và những con đường khác có giá dao động trên dưới 100 triệu một mét vuông nhưng lô đất của chúng ta nằm ở mặt tiền hà quy giáp nhưng có giá chỉ 79 triệu một mét vuông một mức giá rất là vừa phải thường thì những cung đường chính những lô đất dính vào lộ giới đường mở rộng rất là nhiều Nhưng 8 lô đất này chúng ta chỉ dính vào khoảng hơn 5 mét một tí Còn lại là toàn bộ đất thổ cư Quý anh chị có thể xây khách sạn hoặc là mở nhà hàng kinh doanh buôn bán Thì còn diện tích rất là rộng Phía trước lô đất của chúng ta có hành lang đậu xe khoảng hơn 4 m rất là rộng à, quý anh chị tha hồ mà có thể kinh doanh đậu xe phía trước đây là tổng quan khu đất của chúng ta khu đất của chúng ta thì nằm vị trí rất là cao ráo quý anh chị chúng ta có thể nhìn thấy người dân buôn bán kinh doanh rất là nhiều khách sạn game buôn bán tập quả đầu rất là nhiều Cô review lô đất mặt tiền hà quý giáp của em đến đây xin tạm dừng xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhận được những thông báo sớm nhất về nhà đất quận 12